khán giả vẫn thích Đàm Tùng Vận ở Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Từng bị chê ngoại hình chỉ đóng khung trong các vai dễ thương nữ sinh, nhưng với phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Đàm Tùng Vận đang cho thấy ngoại hình là một lợi thế thu hút khán giả của cô. Đàm Tùng Vận từng bị đóng khung vai diễn do ngoại hình. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, là một trong những ngôi sao phim ảnh Trung Quốc, được chú ý qua những bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường. Dù tuổi U40, nhưng cô vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, cô còn có gương mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt to, điều này khiến cô dễ dàng đóng vai học sinh, sinh viên hay thiếu nữ. Còn nhớ ở phim Quy Lộ, Đàm Tùng Vận vào vai Quy Hiểu, một cô gái tầm tuổi 16, sống trong sự đùm bọc của gia đình. Truyền thông Hoa ngữ gọi cô là nữ thần thanh xuân, khi cô diễn những vai trẻ tuổi không gượng gạo, dù việc đóng vai trẻ hơn so với tuổi thật, vốn được xem là thế mạnh của Đàm Tùng Vận, nhưng nó cũng là điểm yếu của cô. Nếu xét về ngoại hình, khán giả khó tìm được điểm bất hợp lý. Nếu một diễn viên U40 như Đàm Tùng Vận đóng các vai diễn 16-18 tuổi, tuy nhiên, một điều cô không thể che giấu được, đó chính là ánh mắt. Trong phim Quy Lộ, dù đóng vai 16 tuổi, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn để lộ sự từng trải qua ánh mắt. Ngoài ra có thể nói, ngoại hình quá trẻ cũng là điểm yếu chí mạng, khiến Đàm Tùng Vận khó chuyển mình sang những nhân vật phụ nữ trưởng thành. Đàm Tùng Vận khắc phục điểm yếu. Mới đây, Đàm Tùng Vận đã chính thức trở lại đường đua phim ảnh với dự án Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Mango TV đã chứng thực, Đàm Tùng Vận chính là nữ hoàng rating. Dự án phim truyền hình của cô và Hứa Khải đang cán mốc rating cao của đài Hồ Nam trong năm nay. Tập 12 của phim đạt rating 0.6%, đưa tổng trung bình các tập lên 0.514%. Chưa dừng lại ở đó, phim cũng đã được đài Giang Tô mua để phát lại. Ban đầu, khi dự án được công bố, tạo hình của nhân vật Hàn Đình và Kỷ Tinh do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thể hiện chưa thật sự giống với nguyên tác, điều này khiến khán giả thất vọng. Phần khác, tính cách của nữ chính Kỷ Tinh trong truyện gây tranh cãi, khi lương thiện và chăm chỉ cầu tiến trong công việc, nhưng đôi khi vì muốn thành công sớm nên có chút háo thắng và bốc đồng. Người xem cho rằng tính cách này của Kỷ Tinh sẽ được cải biên để phù hợp với nét diễn của Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, dù ngoại hình diễn viên không quá giống với mô tả trong truyện, nhưng hiện tại Đàm Tùng Vận vẫn được khen diễn cảm xúc, mang hình ảnh mới cho vai diễn. Lối diễn tự nhiên dễ chịu của nữ diễn viên đã lấy lòng khán giả. Việc Đàm Tùng Vận vẫn giữ được nét diễn vừa trong sáng vừa ngọt ngào trong phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, giúp vai diễn của cô vẫn lấy lòng khán giả. Dù ban đầu cô bị chê không hợp vai, mỹ nhân họ Đàm ở chặng sau của phim đang giữ được phong độ. Cô biến điểm yếu của mình từ một diễn viên sở hữu ngoại hình trẻ con, nay lại tạo điểm nhấn thú vị cho vai Kỷ Tinh trong phim. Vai diễn tạo cảm giác thoải mái cho người xem về hình tượng từ một nữ sinh cho đến cô gái lập nghiệp và hết lòng với tình yêu. Hai người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Con đường phát triển sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận, và cô cũng trở thành tấm gương được nhiều người học hỏi. Từ một cô gái xuất thân vùng quê với ngoại hình bình thường và chẳng có chống lưng, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đã là ngôi sao hàng đầu showbiz. Không ai phủ nhận những nỗ lực của nàng mỹ nhân 85 này, nhưng thành công cô có được cũng có sự hỗ trợ rất lớn từ hai người đàn ông, đó là đạo diễn Phùng Tiểu Cương và biên kịch Vu Chính. Năm 2006, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chương trình Ngôi Sao Tìm Kiếm của Yahoo. Khi đó, cô gái trẻ sở hữu gương mặt tròn thanh tú, nhưng vẻ đẹp của cô lại không được ưa chuộng thời bấy giờ. Để rồi đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã đến và bị thu hút bởi vẻ giản dị của cô gái. Ông cho rằng cô chính là một viên ngọc chưa được mài dũa. Sau đó, Phùng Tiểu Cương đã mời Triệu Lệ Dĩnh đóng trong quảng cáo của ông. Và đối với cô mà nói, đây chính là một cơ hội cực kỳ quan trọng. Với sự giúp đỡ của Phùng Tiểu Cương, Triệu Lệ Dĩnh đã thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Chỉ có điều, vị đạo diễn nổi tiếng này hỗ trợ được cho Triệu Lệ Dĩnh trong bước đầu, còn hành trình tiếp theo cô vẫn phải tự thực hiện. Những năm sau đó, Triệu Lệ Dĩnh kiên trì ở lại trong showbiz Hoa ngữ. Cô đi từ các vai quần chúng và dần dần có được vai phụ nhiều đất diễn hơn. Trong showbiz, diễn viên dù có cố gắng đến đâu mà không gặp thời thì cũng sẽ khó mà phất lên. Triệu Lệ Dĩnh cũng vậy. Ở thời điểm sự nghiệp đang chững lại, Triệu Lệ Dĩnh đã được Vu Chính chú ý tới và mời cô tham gia Lục Trinh Truyền Kỳ. Tuy Vu Chính là một biên kịch lắm thị phi, nhưng không thể phủ nhận anh rất mát tay trong việc nâng đỡ các diễn viên, có thể kể đến như Dương Mịch, Lâm Tâm Như, Phùng Thiệu Phong. Lần hợp tác này của Triệu Lệ Dĩnh và Vu Chính đã thành công rực rỡ, giúp nữ diễn viên 8X có được bước tiến rất lớn trong sự nghiệp. Chính nhờ bước đệm của Lục Trinh Truyền Kỳ mà vợ của Phùng Thiệu Phong mới lấy được bộ phim Hoa Thiên Cốt và trở thành đỉnh lưu của showbiz. Để rồi, chúng ta có được một Triệu Lệ Dĩnh nổi đình nổi đám trên màn ảnh hiện nay.
Phùng Tiểu Cương và Vu Chính thật sự là những người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Nếu không có họ, thì chỉ e sẽ không có Triệu Lệ Dĩnh của ngày hôm nay, và cô chưa chắc đã đạt được thành công lớn như vậy. Dương Tử vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn phim Trường Tương Tư và Loạt Sao Nam. Trong suốt sự nghiệp của mình, Dương Tử không ít lần vướng tin đồn hẹn hò với các sao nam đồng nghiệp, đáng chú ý nhất là bạn diễn Đặng Vi trong phim Trường Tương Tư. Dương Tử và Tiêu Chiến. Còn nhớ đầu năm 2024, truyền thông Trung Quốc từng đưa thông tin đồn đoán về việc Tiêu Chiến và Dương Tử hẹn hò. Theo QQ, Dương Tử và Tiêu Chiến được cho là đã hẹn gặp nhau trong âm thầm, còn cùng nhau đi ăn tối thân mật. Nhiều trang truyền thông cho rằng, cả hai đang giấu giếm chuyện phim giả tình thật khỏi fan hâm mộ của mình. Theo QQ đưa tin, Tiêu Chiến đã đi ăn tối với Dương Tử, và không phải là một bữa tối bình thường, vì tại bữa tối, Tiêu Chiến đã gặp cả bố mẹ của Dương Tử. Thế nên bữa cơm thân mật này chẳng khác gì ra mắt. Được biết ở thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến đang tham gia phim Tạng Hải Truyện cùng Trương Tịnh Nghi. Trong khi đó, Dương Tử cũng đang có phim lên sóng là Trường Tương Tư 2, một phim sắp phát sóng là Quốc Sắc Phương Hoa. Tuy nhiên theo nhiều khán giả, dù đang bận rộn diễn xuất, nhưng cả hai vẫn dành thời gian cho nhau. Dương Tử và Hoàng Cảnh Du. Dương Tử và Hoàng Cảnh Du cũng từng vướng tin hẹn hò, nguyên nhân là bởi bức ảnh chụp đúng ngày Tết Nguyên Tiêu của cặp đôi. Theo đó, trong ảnh của Dương Tử và Hoàng Cảnh Du đều có sự xuất hiện của chiếc bánh trôi hình quả quýt màu cam. Ngay lập tức, có người cho rằng Dương Tử và Hoàng Cảnh Du đang hẹn hò, thậm chí sống chung. Tuy nhiên, fan hâm mộ của cặp đôi cho rằng chiếc bánh này rất phổ biến và được nhiều ngôi sao đăng tải, trong đó có Trương Tân Thành và Bạch Lộc. Dương Tử và Lưu Học Nghĩa. Dương Tử từng vướng ồn ào hẹn hò cùng Lưu Học Nghĩa, một paparazzi lén chụp ảnh cặp đôi đút nhau ăn bánh kem ở nhà riêng. Sau đó, ngôi sao họ Dương phủ nhận thông tin này, khẳng định họ chỉ là bạn bè. Lưu Học Nghĩa cũng xác nhận hai người không yêu đương. Thế nhưng chỉ một ngày sau đó, paparazzi tiếp tục tung một đoạn clip rõ cảnh Lưu Học Nghĩa đang đút bánh kem cho Dương Tử. Đây được coi là bằng chứng phản bác lại lời của nữ diễn viên. Sau đó, Dương Tử bị tố nói dối, khiến cô bị khán giả chỉ trích. Dương Tử và Đặng Vi. Thành công của phim Trường Tương Tư mùa 1 lên sóng năm 2023 đã giúp Dương Tử cùng dàn Mỹ Nam được khán giả yêu mến. Mặc dù không phải cặp đôi chính của phim, nhưng Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh được dân tình đẩy thuyền vô cùng nhiệt tình. Sau đó, cặp đôi Đặng Vi hẹn hò với đàn chị Dương Tử bất ngờ rộ lên, gây ồn ào khắp cõi mạng. Được biết, nguyên nhân bắt nguồn từ bài đăng trên Weibo của hai ngôi sao đều cập nhật địa chỉ tại Sơn Đông, cũng là địa điểm mà Dương Tử đang ghi hình cho bộ phim cổ trang Quốc Sắc Phương Hoa. Mặc dù Đặng Vi ngay sau đó đã đăng thanh minh rằng không có chuyện anh có mặt ở Sơn Đông, còn đánh dấu cụ thể địa điểm nơi anh ở là Giang Tô, nhưng nhiều cư dân mạng lại chỉ cảm thấy anh đang cố gắng tìm lý do để che giấu sự thật về chuyện hẹn hò với Dương Tử. Những bài đăng trước đó của Đặng Vi, dân tình còn phát hiện ra rằng trong ngày lễ tình nhân năm nay, nam diễn viên đã đăng một bức ảnh chụp bản thân với nền màu tím, tên của Dương Tử, chữ Tử có nghĩa là tím, cũng là màu fandom của mỹ nhân họ Dương. Người hâm mộ chỉ ra bằng chứng Đặng Vi và Dương Tử phim giả tình thật, thậm chí còn có nguồn tin cho biết cả hai đã yêu nhau từ năm ngoái. Về phía Dương Tử, cô lại lựa chọn im hơi lặng tiếng, không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Tính đến thời điểm hiện tại, video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.